đình Barbie trong ngày Noel thật hạnh phúc. Tờ rơi về một tên trộm, phải cẩn thận. Let's decorate the Christmas tree. Cùng nhau trang trí cây thông Noel thôi. Sợ hãi. Hả? Aha. I have an idea. Ôi không, tên trộm đã lẻn vào nhà. Cô bé trêu người tên trộm ư? Cô bé không sợ sao? Đáng đời tên trộm. Yes. You're under arrest. I'm so sorry. Cảnh sát, mau bắt tên này lại. Put your hands behind your back. Let's go. Chuyện gì vậy? Vẫn còn nữa ư? Oh, oh my god. Aha. You have to hide. Okay. Hey. Phải mau trốn thôi. Sit down. Okay. Lần này là ông già Noel. Ôi không, ông già Noel đã bị ngã. Hai mẹ con Barbie định cho tên trộm một trận đây. Stop. Stop it. Hóa ra mẹ con Barbie hiểu lầm, đó là bố Ken. He's your father. Bỏ mũ và râu ra, đúng là bố Ken rồi. Oh no. Hai mẹ con Barbie vội bỏ vũ khí xuống, chạy đến. May mà bố Ken không sao. Okay. Don't worry. Hey. Let's change your clothes. Cùng nhau thay đồ để đón Giáng sinh nào. No. Đầu tiên sẽ là chiếc váy, phải vẽ thật đẹp. Tiếp theo sẽ là mũ trùm đầu. Tất nhiên sẽ là gam màu đỏ, xanh, trắng cho Giáng sinh rồi. Màu đỏ trông thật là nổi bật. Phụ kiện đá và bông tuyết cho chiếc váy thật lung linh. Wow. Thêm những bông tròn màu xanh lá thật đáng yêu. Tiếp tục thêm những bông tuyết màu trắng.
cả đã hoàn thành cùng cấp mấy thôi. Tất cả cùng thay đồ để đón Giáng sinh. Đầu tiên là Rapunzel. Ô, mọi người đều đã lên đồ hết rồi. Let's decorate the house. Okay. Cùng biến hóa cho căn nhà của chúng ta. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Hai ngôi nhà vàng và bạc đẹp quá. Ôi giời, Squiddle dẫm vào cục phân kìa. Elsa cười khoái chí chưa kìa. Đúng là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Wow, trong đống lá khô có một viên kim cương ẩn giấu. Oh, yes. Ha ha, thế là hai gia đình lao vào tranh nhau luôn. Năng lực gì lạ quá vậy? Hai gia đình biến đâu rồi? Viên kim cương lấp lánh quá, ai cũng thích mê. Đội vàng và đội bạc cùng giành lấy kim cương nào. Trèo thang đu hết chỗ dây là về đích nha. Ồ, khéo léo đấy chứ nhỉ. Hoan hô, thành công rồi. Rất béo trông nặng nề quá. Mồ hôi vã ra như tắm luôn. Cố lên, còn một giây cuối cùng thôi. Buồn quá, thất bại mất rồi. Tỷ số là 1-0, nghiêng về đội vàng nhé. Vòng 2 sẽ là gì đây ta? Squiddle và Elsa cùng vào hộp này đi. Hộp đầy kính mít luôn. Xin chúc mừng, cả hai đều vừa chiếc hộp. Tăng độ khó lên nào, hộp này nhỏ hơn nhiều đấy. Squiddle mập có vẻ lo lắng nhỉ. Oh yeah. Ha ha, Squiddle nằm chật như bó giò, buồn cười quá. Thôi, hộp đầy kính nên vẫn tính điểm cho cả hai nha. Trời, hộp lần này nhỏ vậy sao? Oh my god. Hai cô gái chui không vừa đây. Elsa thoải mái thế, còn leo leo Squiddle nữa chứ. Hộp của Squiddle trông như sắp bụng tới nơi rồi ấy. Ôi không, bụng thật kìa.
Phần thắng lần này thuộc về đội bạc nhé. Hey, let's go. Chào mừng đến với vòng chung kết. Vòng này hai em bé thi nha. Ra là cuộc thi tô màu nhà. Vàng thế này chắc chắn là của Biscuit Don đội vàng rồi. Sang nhà bé Elsa đội bạn nhé. Oh no! Trời ơi, tô quệt hoạt quá vậy nè. Biscuit Don đội vàng thắng nha. Phút giây trao thưởng cuối cùng đã đến. Chúc mừng chiến thắng của đội vàng nhé. Wow, con nhà nhỏ biến lớn luôn kìa. Đính những dải đá vàng tuyệt đẹp. Những bông hoa vàng này trang trí vào đâu đây ta? Vàng lóa mắt luôn. Đội bạc thua, nhìn tội quá kìa. Xin chào các em. Người cô rất đẹp quá. Uống chút nước nào. Mát ghê. Một con rắn dưới nước tiến đến. Nguy hiểm quá. Ngựa đã lấy thân mình để cứu sắt. Hãy xem thanh kiếm của ta đây. Xem chú ngựa kìa. Ôi ngựa của tôi. Thương quá đi. Mình phải nghĩ cách để giúp anh ấy. Nghĩ ra rồi. Mà Squid Game đến gặp thiên thần Mommy Longlegs. Hân hạnh chào đón. Thuốc tái sinh. Ok. Tôi mua nó. No. Bạn không đủ tiền rồi. Let's go. Gì thế nhỉ? Căn phòng bẩn cũ quá. Tôi phải dọn lại căn phòng này à? Đúng vậy, và bạn sẽ có được lọ thuốc. Bắt đầu dọn phòng thôi. Ok. Cùng sơn lại cho mới nào. Căn phòng trở nên thật xinh. Đặt các đồ lại phòng. Yes. Đẹp chưa, đẹp chưa? Rất vừa ý tôi. Let's go. Ok. Fantastic. Của bạn đây. Thank you. Hello.
Ma Squid Game xấu xí xuất hiện trước thiên thần Kem. Sợ quá, cô là ai? Tôi ở đây để giúp bạn. Đây là thuốc hồi sinh. Wow. Thank you. Ok, bye bye. Aha. Thử lên rắn trước xem có độc không. Rắn đã sống lại. Yeah. Ngựa đã hồi sinh rồi. Mình sẽ gửi thư dự tiệc đến Ma Squid Game. Oh. Yes. Thích quá. Nhưng bộ dạng này xấu quá. Let's go. No. Trước hết phải loại bỏ hết mụn. Nặng mụn nào. Ok. Xoa kem cho hết thâm. Tiếp đến đắp mặt nạ. 1, 2, 3. Nice. Đã hết mụn rồi. Ok. No. Làm lại lông mày nha. Loại bỏ quần thâm mắt nữa. Tô son nè. Đánh mắt tiếp theo. Làm váy cho Squid Game nhé các em. Yeah. Game xinh quá. Hello. Wow. Em cũng ý lấy anh nhé. Ok. Vui quá. Cảm ơn các em. Hẹn gặp lại. Tiếng mèo kêu ở đâu vậy nhỉ? Mèo lắm lem gầy gò quá đi. Mèo kia đi mau không bẩn nhà ta.
Chú mèo sợ hãi chạy đi kìa. Đờ quèo hung hãn quá. Ok. Chú mèo vào nhà khác rồi. Sao đáng thương thế này hả mèo con? Múc một bát súp nè. For you. Ngon quá, mèo con được ăn no rồi. Bye bye. Và sau đó, màn đêm buông xuống. Hai cô gái ngủ dậy rồi này. Thư mời dự tiệc của hoàng tử Ken kìa. Leo Leo, trong cái kia làm sao dự tiệc được? Rapunzel nghĩ ra cách gì vậy? Đến tiệm spa mèo hồng nè. Tôi muốn trở nên xinh đẹp. Ít tiền quá, ra ngoài đi. Ồ, chú mèo đưa gì cho chủ tiệm đó? Hãy trang điểm thật xinh cho Rapunzel nhé. Ok. Hay quá, chú mèo này thật là thú vị. Come on. Rapunzel được vào trang điểm rồi này. Chúng ta mở hộp này ra thôi. Nice. Bày các món đồ ra xem nào. No. Tẩy trang mặt cho Rapunzel okay. Nha. Dùng miếng mút chân mèo để tán đều kem nền nhé. Yeah. Bản phấn mắt hình xương cá dễ thương ghê. Màu mắt hồng vàng sáng tạo quá đi. Lông mi cong vút nè. Hợp gì vậy nhỉ? Thì ra là kính áp tròng. Ok. Đôi mắt xanh hồng giống mèo thật đấy. Trông như một cô mèo kiêu kỳ vậy đó. Bây giờ thì làm móng nhé. Chiếc giũa hình chân mèo đáng yêu ghê. Cắt xong hết da thừa rồi. Đính đá cho móng tay nhé. Vũ lấp lánh xinh quá đi. Làm khô sơn móng tay bằng máy này nhé. 1, 2, 3. Ok. Nice. Wow, ba chiếc váy đẹp thế. Ok. Hình chú mèo dễ thương ghê. Wow.
có tóc mới rồi nè. Rapunzel cưng chú mèo quá ha. Đến dự tiệc thôi nào. Hello. Stop. Hello. Hoàng tử Ken đẹp trai thế. Đây là mèo của tôi bị lạc vào tuần trước. Aha. Ảnh Ken chụp chung với bé mèo này. Có cả phòng cổ nữa. Thank you. Wow, Ken mời Rapunzel nhảy kìa. Ok. Rapunzel nổi giận rồi. Cái tội dẫm vào đuôi mèo. Vấy rách hết rồi, buồn quá. Xin chào tất cả các em. Wow, mẹ về rồi. Xin chào mẹ thiên thần ạ. Ôi, các thiên thần nhỏ xinh đẹp quá. Con ở nhà và chăm sóc các em nhé. Con nhớ mẹ lắm. À, nghĩ ra rồi. Cùng mua sắm online nào. Nhiều đồ quá, thoải mái lựa chọn. Ok. Oh yes. Đồ chơi xinh quá. Đẹp quá, em bé rất thích. Dừng lại nào, đừng tranh giành nhau nữa. Oh no. Stop. Gấu bông hỏng mất rồi. Đặt hàng online thôi nào. Wow, nhiều đồ chơi trẻ con quá. Sân chơi thì lân cầu vồng xinh quá. Hai chị em chơi vui quá đi. Bốn chiếc tủ màu sắc, cùng xem bên trong có gì nào. Wow, tủ đồ cho em gái Út đẹp quá.
thử đồ nào. Đáng yêu quá đi. Cùng xem chiếc tủ màu xanh lá cây có gì nhé. Wow, em gái nhỏ chọn chiếc váy này xinh quá. Người tiếp theo có chiếc tủ màu vàng là ai nhỉ? Yes. Oh. Oh, yes. Thật tuyệt vời. Ok. Chiếc tủ cuối cùng nhiều đồ đẹp quá. Cùng thử nào. Chị cả không thích chiếc váy nào hết. Váy mới đẹp quá đi. Thật tuyệt vời. Bốn chị em thật xinh đẹp. Các con làm tốt lắm. Tôi cần giúp đỡ. Hãy tham gia trò chơi của chúng tôi. Giải thưởng là 100 triệu đô. Được, tôi đồng ý tham gia. Ở đây là đâu? Có người đang làm gì đây? Rabun. Rabun, cậu làm gì ở đây? Chào mừng đến với trò chơi con mực. Good luck. Oh my god. Chúng ta làm gì bây giờ? Vòng đấu thứ nhất bắt đầu. Đây là vòng thi về thể lực. Chúng ta cần làm gì đó để khỏe hơn. Nhìn cơ bắp của chúng ta này. Đội kia chơi xấu quá. À ha.
bạn lên nữa. Đội đỏ thắng. Luật chơi, không được để búp bê mực thấy bạn đang cử động nhé. Suýt tồi. Green light. Red light. À, có cách rồi. Đội xanh thắng. Yes. Chào mừng bạn đến với vòng chơi cuối cùng. Luật chơi của vòng 3 như sau. Để vượt qua vòng này và về đích, bạn phải chọn đúng tấm kính để nhảy vào. Chọn sai, bạn sẽ là người thua cuộc. Ok. Ok. Let's go. Chọn số mấy đây? Yes. Tuyệt quá. Wow. Go. Let's go. Ôi không, sợ quá. Oh yeah. Go. Chọn số 6 hay số 5 đây? Mình phải làm gì để cắt đuôi áo đỏ bây giờ? Hãy chọn số 8 nhé. Số 2, 4, 6 là thua. Bạn phải chọn số 7, 9, 11, 13 mới đúng nhé. Oh yes. Xin chúc mừng đội thắng cuộc. Đội xanh đã giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cho các bạn. Yes. Đây là nhạc của Rapun và Elsa. Tạm biệt. Các bạn ơi, tới cửa hàng đồ chơi thôi. Nice. Wow. Hello. Xin chào. Ôi xinh quá. Yes, yes. Mẹ sẽ mua búp bê này. Oh, right. Oh. Nhưng không phải Squid Game đâu nhé. Yes. Hello. Xin chào. No. Nó thật xấu. Ôi, con búp bê xấu xí. Chỗ của ngươi là ở đây.
Lạy Chúa, đừng làm đau con búp bê tội nghiệp. Thiên bướm ơi! Wow! Cool! Các con hãy sửa búp bê Squid Game nhé! Bye bye! Dạ vâng! Tạm biệt mẹ! Ok! Bắt đầu nào! Squid Game thật xinh đẹp. Hãy thay pin mới cho bạn ấy nào. Yes. No. Giờ thì làm sạch bụi bẩn trước nhé. Sau đó là lắp tay. Thầy mắt. Yes, yes. Còn màu da ư? Ồ, phun sương để có sắc da trắng hồng nhé. Nice. Tuyệt lắm. Yes. À, tóc. Tỉa lại nào. Wow. Và cắt bím nhé. Yes, yes. Tuyệt. Wow. Wow, tủ váy áo. Yes, yes. Squid Game, thử đồ nào. No. Oh, bộ khác nhé. Vẫn không phải rồi. Yes. À, đây rồi. Đẹp lắm. Búp bê cần một đôi giày. Oh. No. Mà phải là giày có tất nhé. Wow. Hoàn hảo. Yes. Nice. Tặng Squid Game cây cài tóc này. Wow. Oh, yes. Ồ, các con thật khéo léo. Các em bé sẽ rất vui nếu được làm bạn với Squid Game. Wow. Hey, Sammy, nhìn đây. Hãy làm bạn với Squid Game và luôn thật vui nhé. Yes. Tạm biệt. Chào mừng các bạn đến với thẩm mỹ viện của Tom and Jerry. Tôi là Tom và đây là Jerry. Có khách đến. A few moments later. Wow, thật là xinh đẹp. Đây là cửa hàng đang thịnh hành sao? Wow, đẹp quá. Good. Nàng Ellie cũng đến kìa. Wow. Aha. Mình cũng muốn làm đẹp. Hello everyone. Mình sẽ trả tiền. Jerry tư vấn cho mình nhé. Oh yes.
kind of loving. Yes. Mời bạn vào phòng. Thay đồ nào. Okay. Mời nằm lên giường. Oh no. Chúng ta làm sạch da trước nhé. Bôi thuốc chống côn trùng này. Rồi đến bước cạo lông. Bôi kem dưỡng da để da mịn hơn. Kem chữa sẹo nữa. Đôi chân đã đẹp rồi nè. Okay. À, vẫn còn móng chân. Cùng đánh bóng chân nhé. Đính thêm đá nào. Ôi, vẫn còn nắp chưa làm sạch. Yeah. Đã sạch hết rồi này. Còn bộ tóc nữa. Xin mời ngồi. Gọi sạch tóc trước nhé. Sau đó sấy khô. A few moments later. Wow, thật là thời trang. Mời bạn chọn mẫu trang điểm. Kiểu này đẹp đó. Tiếp theo mời bạn chọn trang phục. Trong tủ có gì vậy? Ha ha, có ngay đây. Mình thử bộ này nhé. Bộ này thật hợp với mình. Chúng ta đã hoàn thành xong các bước chăm sóc rất đẹp rồi. Thay ảnh mẫu mới cho cửa hàng nào. Hãy đến với thẩm mỹ viện của chúng tôi nhé. Xin chào các bạn, chúng mình là Sayako và Frankenstein nhé. Còn cô gái đáng yêu kia là Barbie. Ôi, Barbie thật xinh đẹp, khiến Frankenstein không thể rời mắt. Xem ra Sayako đang rất giận Frankenstein các bạn ạ. Oh no. Nhưng đừng hành động bồng bột nhé cô gái. Hãy cho Frankenstein thêm một cơ hội sửa sai nhé Sayako.
Okay. Ôi, một cửa hàng làm đẹp mới khai trương đây. Ew. Sayako okay. Rất muốn được trải nghiệm. Chào mừng quý khách đã tới với Wow Spa. Hello. Của chúng tôi. Ok. Bye bye. Bye bye. Ồ, thì ra cô chủ xinh đẹp chính là Barbie. Xin chào Barbie. Chào mừng quý khách. Ok. Làm đẹp là nhu cầu chính đáng và không phân biệt giới tính, phải không nào? Xin mời Frankenstein. Okay. Hãy thả lỏng toàn thân và tận hưởng từng giây phút thư giãn nhé. Sayako đấy sao? Lần này thì đừng hòng mà chối cãi nhé. Ôi, Sayako ngã mất rồi. Thật tội nghiệp cô gái quá đi. Đừng buồn nhé Sayako. Là con gái, hãy học cách yêu bản thân của mình trước nhé. Yes. Các cô gái ơi, tắm gội và làm đẹp chính là một cách để giải tỏa căng thẳng vô cùng hữu hiệu nhé. Đây mới đúng là Sayako chứ. Nhưng hình như cô gái không hợp với trang phục cầu vồng thì phải. Barbie ơi, vậy thì hãy thiết kế riêng cho Sayako một chiếc váy thật trẻ trung, xinh đẹp và cá tính nhé. Cùng tông với váy nữa nhé. Cô gái của chúng ta bị thu hút bởi những tông màu lạnh. Đặc biệt là sắc xanh dương, sắc tím và cả sắc đen huyền bí nữa nhé. Nữa nào. Sayako sẽ rất thích chiếc váy lắm đây. Wow, cô gái cá tính quá phải không nào? Oh yes. Các cô gái vô cùng tự tin và xinh đẹp. Ok. Hãy tận hưởng cuộc sống đi nào các cô gái ơi. Và đừng mù quáng chạy theo những lời xin lỗi, hứa hẹn vô giá trị nữa nhé. Thank you.
chào các bạn, đây là Barbie, cô gái thông minh và xinh đẹp. Hello. Hôm nay, lớp Barbie sẽ chào đón thêm một thành viên mới là Ken nhé. Hello. Hello. Ôi, Barbie và Ken đang có tình cảm với nhau kìa. Nhưng học là học, yêu là yêu, okay. Không được lẫn lộn đâu nhé. Khi cô giảng thì chúng ta nên làm việc riêng hả các bạn? Ồ, đương nhiên là không rồi. Vậy thì hình phạt cho Ken, Barbie sẽ là đội sách và xách xô ngoài hành lang nhé. Viện và kiểm tra nhé. Ồ, thì ra là Barbie chỉ bị đầy bụng thôi các bạn ơi. Hãy uống thuốc và nghỉ ngơi là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ôi, tuyệt quá đi. Cảm ơn bác sĩ. Đừng làm mẹ thêm lo lắng nhé, Barbie. Hãy cùng học bài với Barbie nào các bạn ơi. Oh, yes.
ơi, Barbie đã nhận được điểm A rồi nè. Cô gái của chúng ta xứng đáng được mẹ tặng một chiếc váy mới phải không các bạn? Ôi, sắc hồng thật là ngọt ngào. Sắc tím, sắc vàng cũng thật rực rỡ nhé. Đính thêm hạt lấp lánh nữa nào các bạn ơi. Ôi, Barbie thật là rạng rỡ quá. Yes. Hãy chơi thật vui nhé, Ken, Barbie ơi.